Không làm gì mày chứ, mày cứ để tao lấy mày cười quần đúng không? Nó Rồi, không ôi, nhá. bao lâu nay có làm ăn được gì đâu. Hả? Nó như cái con đỉa rồi. Làm ăn được cái gì nữa, bảo nó lợi dụng. Ăn mặc thế này à? Mày đừng cứ cười quần tao, Ôi tao dồi ôi, còn phải che với đại em gì. bà con lấy con vợ tối này nó mất dạy lắm. Tôi không làm gì nó mà nó ra cửa quân tôi này. Suốt ngày rượu chè say xỉn, dụng khô dụng cạn cũng không biết. Bây giờ còn bảo là lợi dụng à? Hả? Chẳng nghe tôi bảo cái thằng hàng xóm sang nó chăm sóc hộ ông bây giờ. Không để chìa khóa đâu, để tao vô nhà. Mày định nhốt tao mình đây luôn. Tao không có chìa khóa, để tao vô nhà. Vừa nó không mang chìa khóa với tao, để tao về nhà. Nó bây giờ nó vẫn mà chưa về đến nhà thì gặp một sóng vào nhà được mà ngồi đâu này nắng mệt chứ. Lúc nào đấy đi được giờ nào về thì cháu cháu về cho cơm cho cháu ăn rồi chứ, mà giờ này không có cơm để mà ăn mệt lắm. Ăn mũ không về thế này nè. Ê, rồi, phải về mà nấu cơm ra ăn rồi. Nó mua vào đó không về nấu cơm tao mày. Mày về chú chết với tao. Nấu cơm tao ăn không để chìa khóa tao vào nhà. Ướt hết quần. Mày không về mang chìa khóa để tao vào nhà. Mày lúc nào mày cũng về muộn đi. Về mày còn chửi tao nữa chứ. Tao hôm nay mày mày mà chửi tao đó, tao đánh cho mày vỡ mặt luôn rồi. Không có chuyện lúc nào mày về mày cũng chửi, lúc nào mày về mày cũng đánh tao đó. Vợ về nấu cơm đây vợ. Vợ ơi, về mở cửa cho chồng vào đi vợ. Ôi, cái gì thế này? Trời ơi. Ui, làm cái trò gì thế này? Đây là thế nào? Chết xong rồi. Trời ơi, đi đâu nó cho lắm vào về mà nằm thế này. Nhà có thì không nằm, nằm ở đây à? Ngày mà
tránh ra giáo nằm. Này, dậy đi vào nhà, ai nằm ở ngoài đường thế này? Hả? Trời ơi là trời, nhà có đấy không nằm thì đi nằm ở ngoài sân thế này. Ôi ôi, cái gì thế này? Ôi ôi, lại còn đánh ra ngoài, đánh ra quần này phải không? Hả? Không đánh vậy ở đây phải không? Dậy, 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 dậy. Dậy xem nào. Dậy dậy dậy. Đây, nhìn này, nhìn này. Ông đánh mày ở đây phải không? Hả? Nước tụt lắm. Mà say xỉn, mà đáy cả cả nhà rồi không biết cái gì. Không phải nước gì, chả không đáy đâu, nước gì đấy. Đi đâu, nước tụt lắm vào nhá. Đáy nó mà đáy. Trời đất ạ, uống cho lắm vào, say còn không biết cái gì. Đây, đáy ra quần, tại sao đây, đáy ra quần vứt ở đây. Không, tao không biết, tao không đáy. Nước gì tao không biết đâu. Ui, nhớ. Tao không biết. Khổ lắm là khổ nhá, suốt ngày uống rượu. Nhưng mà tao không đái. Tao nói cái đấy là nước gì đấy. Nước cái gì? Ông đái ở đây, ông còn lấy cả váy của tôi để ông mặc thế này à? Hả? Ông thử nhìn lại xem nào. Trời ơi. Mày đâu, tao không biết đâu. Đi đâu nhá, lúc tao lắm vào nhá. Mày cứ đứng đánh tao chút nghe, mày cứ đánh cháu nhá. Cái loại của ông nhá, cũng muốn chết rồi. Ui, nhớ, ngay đây. Mày cứ đánh, mày cứ đánh, mày mất tao chịu được. Nào, ông cũng đãi không? Ông thử nhìn xem nào. Ông xe ông đãi hết cả ra nhà đây à? Hả? Mà ăn mặc cái gì vậy? Trời ơi, ăn mặc cái gì thế này? Tao không biết đâu, mày, tao không phải. Trời ơi, ăn mặc. Tao không phải, tao đãi đâu đấy. Quần tao đang mặc đây này, nó đãi đâu mà đãi mày. Đây là quần à, hả? Đây là cái váy của tôi mà tại sao ông ăn mặc thế này? Mày. Ông mặc váy kiểu gì mà ông đãi ướt cả váy ra rồi này. Ôi, đàn ông còn ăn gì? Mày đánh tao vừa thôi, mà cứ suốt ngày mày cứ đánh cháo nhá tao. Cái loại ông không sợ mày nhá. Đánh mắt, tính mãi mà có tỉnh đâu. Suốt ngày rượu chè, vợ đi làm cực nhọc không đi làm hộ. Ở nhà này cứ rình rình mò mò là vợ đi vắng ở nhà. Hết trộm gà trộm qué bây giờ lại bắt đầu là trộm gạo là bắt đầu bây giờ lại về không có mấy là có làm thế nào nữa. Tao mày đừng nói xấu. Tao không ăn trộm gì hết. Tao không đái cả quần đâu. Đái quần tao vẫn mặc đấy mày thấy không? Ông đừng có nói cái gì nữa. Đây này trời ơi, đái có hết lên cả áo rồi, nằm mùi quá là mùi. Đưa lên xem nào. Cởi áo ra. Đấy, bỏ áo đi. Ướt hết vào người này, khai mù ra này. Trời ơi là trời, áo lắm đi. Áo đi, này nhìn này, trời ơi, ướt hết cả váy rồi. Ai đời thủa nào đàn ông đàn anh đi lên mặc váy của vợ này bao giờ không? Tao quần tao cứ trời mặc đấy. Ôi. Mày đừng nói tao không sợ mày đâu. Quần tao mặc quần tao mày cởi hết áo của tao rồi. Ôi, có ai như ông này không đi lấy váy của vợ để mặc thế này hả ông ơi? Ôi. Mày trẻ quần tao hả? Ôi chán đời ông quá rồi, ăn mặc thế này đùa. Đã không làm hộ với cái vợ cái gì rồi suốt ngày còn nát rượu. Trời đất ơi, ông đến biết bao giờ ông mới bỏ được cái rượu này nữa hả ông ơi? Từ ngày ông rượu chè đến giờ, trời ơi, tôi không nhục nhờ cái ông cái gì cả. Ôi tôi khổ thế này không biết được nữa. Tao nát bao giờ? Tôi phải sống với ông thế nào đến bây giờ? Tao không nát nhá, tao vẫn bình thường nhá, tao vẫn tỉnh lắm. Ôi sao ông bố nhách bẩn hiểu quá thế này rồi. Mày nói tao nát nữa. Không xong đâu. Thôi nhá. Sáng rồi được. Thôi không nói nữa. Đứng dậy được không? Đứng dậy tôi mở cửa lại vào nhà. Tao không đứng ơi. Thế bây giờ ông định nằm ở ngoài phơi nắng thế này à? Cái Đi vào đi. Mày lúc này chưa đánh tao. Thằng nào mà nói tao nát nhất tao. Đánh luôn cho mày. Im mồm đi. Không phải là ông. Im rồi. Ông thử nhìn lại xem nào, quần áo này à? Hả? Có ai ăn mặc thế này không? Hả? Có ai đái ra nhà thế này không? Tao không đái, tao nói nhá. Từ cái ngày ông nát rượu bây giờ nhá, ông không cần cái việc gì là ông không làm nhá. Tao không đái, tao chưa đái nhá, tao ôi quần đang tỉnh nhá. Khổ quá là khổ đấy mọi người. Đái bao giờ? Tao không đái một tiền nào mày về thì mày cứ nói xấu nhá. Nát rượu mặc cái váy của vợ kìa, trời ơi, có ai như ông nữa không hả ông? Thằng nào mà nói tao xấu, nói tao mà đãi cả quân tao đánh mặt mày đấy. Trời ơi, tôi sống với ông thế nào bây giờ? Trời đất ơi, khổ quá đi. Thôi nào, đứng dậy đi vào nhà. Nằm mãi đây chứ cảm mà. Đứng dậy. Không đứng mày mà làm như tao đây. Cứ đứng dậy đi, định nằm ở đây à? Nằm ở nước đáy này à? Ướt hết cả váy này, đây là nước đáy này, trời ơi. Đi vào đi, không có hàng xóm người ta đến, người ta thấy, tôi thấy xấu hổ lắm, đứng dậy đi. Dừng mày cứ Đi vào thay quần áo cho nhanh lên. Ai lại đi mặc váy của vợ ở ngoài đường thế này? Người hàng xóm người ta nhìn thấy người ta cười cho khốn khổ quá, nó đi được không? Quần tao cứ mặc. Đây là quần à? Hả? Đây là quần à? Cái này là quần à?
À, đi bóc váy của vợ thế này mà bỏ quần à? Trời mày ơi! Quần mày làm thế nào mà lại mò được cả cái váy của tao để mặc này nào? Mày thích chết! Ôi! Ông đánh luôn thắng nha mà nói tao ngắn lắm. Tao cứ đánh vào mặt. Ôi giời ơi! Trời ơi là chồng ơi là chồng! Khổ quá cơ! Suốt ngày chỉ lo rượu chè thôi lại còn định đánh cả tôi nữa à? Đánh cả vợ ông nữa phải không? Ừ? Chẳng nghe tôi đã cho một phát bây giờ đấy. Không phải gì đâu nhá. Thằng nào mà nói chồng là tao đánh hết luôn. Chói gà chặt được không? Nào, ngồi dậy. Ngồi dậy, sao mà nặng thế này chả biết nữa. Ông không biết thương tôi thế nào à ông ơi? Ông có biết là tôi đi làm từ 4 giờ sáng không? À, tôi đi xách hồ từ 4 giờ sáng đến giờ. Không lo làm đỡ vợ thì thôi. Mày lại đánh tao được. Ông ơi, tôi còn muốn đấm nữa nhá, không phải gì đâu nhá. Tôi rú cho ông một phát nhá. Mày đánh tao nữa không? Lo làm đỡ vợ ở nhà, chỉ lo rượu chè đoán xá thôi, nốc cho lắm vào. Về mày. Nhà thì lại còn đòi đánh vợ nữa cơ à? Chẳng nghe tôi cho ông một cái đạp giờ. Thằng nào mà nói tao nạt tao đánh hết. Trời ơi. Thằng này không có gì nạt, thằng này tỉnh lắm. Tỉnh à? Tỉnh mà ăn mặc cái này à? Tỉnh mà đi mặc váy của vợ đấy này. Ăn mặc cái này à? Hả? Ăn mặc trông giống cái thằng rồi không? Hả? Trông nhìn thế nào? Mày đừng có mà lợi dụng nhá. Lợi dụng cái gì? Mày đừng có mà lợi dụng tao nhá. Lợi dụng cái gì? Cái đồ nát rượu nhà ông ấy mà lợi dụng. Mày lợi dụng tao. Ông có biết là tôi khổ cực như thế nào không hả ông? Hả? Tôi đi làm từ xe mở sớm, xách bao nhiêu cái xe xô hồ về, bây giờ lại tôi phải hầu hạ ông thế này nữa. Trời ơi là trời. Tao sao cuộc đời tôi khốn khổ thế này? Nhìn thế này rồi lại còn đòi đánh vợ nữa. Thằng nào mà lợi dụng tao đâu? Ai thèm lợi dụng ông? Hả? Cái đồ nát rượu như ông ấy thèm ai thèm lợi dụng? Mày đi về nan nóc cho lắm vào, về nhà nằm chèo kheo ở đây. Trông như là cái con cún trong nhà ấy. Mày đánh tao đúng không? Đánh cái gì? Ông thử nhìn lại xem ông có bệ giạc không? Ông có bệ giạc không? Ông nhà ông nằm như cái con chó cún nó lót ổ ở đây thế này à? Mày người hàng xóm mà đi đường người ta lại tưởng là con cún ở nhà trong nhà cho tôi. Mày nói ai cún nữa? Mày đấy đúng không? Vũng còn đại đánh vợ nữa. Tôi một nữ đứng cho ông một trận. Đi vào nhà, đứng dậy đi, đi vào nhà. Mày đi vào nhà nằm ở đây hàng xóm người ta cười cho. Đứng dậy đi vào nhà. Ai bảo mày nói? Đi vào có đi được không? Có đi được không để tôi còn phải cõng vào hả? Có đi vào được không? Có đi vào được không để tôi lôi ông vào hả? Không đứng đây nữa người ta cười cho. Có đi được không? Không kể tao. Không đi được thì bấu vào tôi kéo vào nhà. Tao nằm đây người ta hạt sóng người ta nhìn thấy. Tao đi được. Ôi khổ quá đi thôi nào đi. Tao đi được à? Ôi sao mà nặng thế này không biết được nữa. Nào có đi được không? Tao đi được mà. Thế đi vào nhà là đi ra đây để làm cái gì? Hả? Muốn đi ra cổng à? Muốn đi uống nước phải không? Uống nước, người uống nước đâu nhá? Ăn mặc nhìn trời. Ôi trời ơi, trông giống cái thằng rồ không? Không được cười quần tao đấy. Im mồm. Mày cười quần tao đây à? Có đi được không? Tao đi được mà. Có đi vào nhà không? Đi. Chẳng lẽ tôi vào tôi gõ cho ông một phát nhá. Nhưng mà tôi muốn đấm cho một trận thôi. Nhưng mà không được cười quần tao. Lại đàn ông nào nát rượu như ông không? Cười quần tao là không được. Cả làng có một cái lão nát rượu thôi. Đi vào nhà. Không được cười quần tao. Đi có vững không chẳng nhẽ. Cười quần tao sẽ có tao. Ông phải là tôi đập cho ông một trận đi không phải gì đâu. Đi vào nhà. Kệ tao tao. Đi ra. Đổ nát đi ông nữa chứ. Nằm xuống. Nằm xuống đây. Nằm xuống đây tôi thay quần cho. Đấy, cọc đầu vào tường bây giờ. Khổ quá là khổ, chồng ơi là chồng. Nằm xuống đây. Mày đừng có vay tao lắm nhá. Nằm xuống đây. Dày vỏ tao vừa. Cứ ở yên đấy nhá. Ở yên đấy tôi lấy quần để tôi thay cho. Vừa hết là quần rồi. Vá mày vỡ mặt mày đừng đấy. Mày đừng cười với tao à? Mày đừng cứ mang lời dùng tao nhá. Mày đừng lời dùng tao à? Phải. Nằm thế này làm sao mà cứ thay cái quần đây? Ngồi dậy. Không tắm sao tao đúng mặc thằng này cũng được tao mới thay. Ui đúng vậy. Đúng vậy tôi thay quần cho không mà ăn mặc mãi cái quần khai mù thế này à? Mà đi mặc váy của tôi thế này. Đứng dậy. Ôi sao mà nặng cái ly cái chứ. Đứng dậy. Tao đứng dựa. Đứng im đây nhá. Đứng im đây tao thay quần cho. Đứng im đấy. Tao đứng rồi đó. Đứng im đây tao thay quần cho. Nào. Sao mà khó cười. Bà con đấy con vợ tôi này nó mất dạy lắm. Tôi không làm gì nó mà nó ra cởi quần tôi này. Trời ơi, đi mồm vào ăn mặc thế này à? Tôi không làm gì nó đánh đé tôi ra nó cởi quần bà con này. Im mồm, im mồm. Ông kêu bên này hàng xóm người ta đến người ta cười vào mặt tôi à? Hả? Ông ăn mặc
Nát rượu về ăn mặc mày... lên mà còn cười à? Còn nói à? Tao không làm gì mày, mày cứ cười quần tao đúng không? Ông có im mồm không? Ừ? Ông thử xem lại cái bản mặt ông đi xem nào. Mày cười quần tao thì mày lợi dụng đúng không? Ông có im mồm không? Có im mồm để tôi thay quần cho không? Hay là muốn mặc cái quần này? Tao không làm gì mày chứ mày cứ đe tao ra mày cười quần đúng không? Rồi, không... ơi, tao lâu nay có làm ăn được gì đâu. Hả? Nó như cái con đỉa rồi. Làm ăn được cái gì nữa bảo nó lợi dụng. Hả? Nói chứ, nói chứ. Suốt ngày rượu chè say xỉn, dụng khô dụng cạn cũng không biết. Bây giờ còn bảo là lợi dụng à? Hả? Chẳng nghe tôi bảo cái thằng hàng xóm sao nó chăm sóc hộ ông bây giờ? Nói... im mồm không? Có im mồm tôi thay quần được không? Hay là muốn mặc cái quần này? Ăn mặc cái này à? Mày cứ cười quần tao, tao... Ôi dồi ôi, còn phải che với lại em gì? Tao không cho mày đúng cảm bảo tao, tao không được cười quần tao. Che với lại à? Che với lại cái gì? Nó có còn khác thì con đỉa nữa không bỏ che với lại. Đôi đây xem nào. Tôi cởi quần mà thắt chặt thế này không biết cái quần váy của người ta mà dám rúc vào để mặc thế này làm sao mà cởi được. Đứng nghiêm mà tôi cởi quần chưa? Ông nhìn thấy chưa? Ông thấy cái quần nó chỉnh tề chưa? Nào ngồi xuống. Nào khẽ thôi không đập đầu vào tường bây giờ. Đấy, nằm xuống. Em muốn nằm thì nằm. Hay là lên giường nằm. Hả? Nằm đây. Ông... đấy, ông thấy đời tôi có khổ không? Thôi con, đi vào nhà đi bố, đi vào trong nhà đi con. Đi vào trong nhà đi. Không biết cái gì đâu, đi vào trong nhà chơi con. Ông thấy khổ không? Tôi đi phụ hồ về vất vả cực nhọc rồi, về con vẫn phải phục vụ ông. Hôm nay mà tôi không về thì đây này, ông thử nhìn xem nào. Cái váy của tôi mà bây giờ ông mang ra ông mặc, trời ơi, dán hết cả chun rồi. Ôi, cái này tân mùi nước đáy rồi, làm sao mà mặc nữa. Đáy rồi. Này, ông thử nhìn lại xem nào. Ông nhìn cái váy của tôi như thế này mà ông dám xỏ vào, ông nhìn kỹ đi. Ừ? Nhìn kỹ cái váy của tôi mà tại sao ông dám xỏ chân vào đây được? Hả? Ông bệ. Ông bệ giặc quá ông có biết không? Không đáy cái gì, không đáy mà khay ôm thế này à? Ừ, toàn mùi nước đáy này à? Không biết thằng nào mà chơi đều sáng nó đổ nước vào. Cái đều cái gì? Ta không đáy mà. Ai người ta đi cởi quần của ông ra để ông người ta mặc váy cho ông hả? Có mà ông nát quá ông không biết cái gì ấy. Đáy ra cả ra quần vơ cả váy của vợ để mặc. Ta không đáy. Tôi nói cho ông biết nhá, từ mai trở đi ông còn nát rượu này nhá, tôi trói ông ở gốc cây nhá. Ông đừng có trách tôi ác. Bực mình lắm rồi đấy, đi lên giường để nằm, không nằm đây nữa. Ba chén rượu nằm đây tí nữa dính cảm là chết à? Nào đi lên giường. Nào đi đây để nằm. Đây nằm đi rồi đi lo cơm nước. Không phải cứ ở đây để phục vụ mãi không được. Cho chân lên đây. Mai mày đi uống rượu thế nhá. Mày cứ đừng lợi dụng tao. Không phải lợi dụng. Tôi mà như con khác tôi đập cho ông một trận rồi. Nhá, chứ không phải lôi ông lên đây để thay quần áo cho ông đâu. Có ai khổ cho tôi không? Nằm im đi, tôi đi nấu cơm nữa chưa? Ngủ một giấc đi. Ôi chồng,